Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn những động tác yêu tăng chiến tranh nhiều đã bổ sung thêm những bài tập giúp cho rất nhiều những trải nghiệm phong phú mình hơn. Bạn là một trong số đó. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, để theo dõi một phóng sự ngắn về sự trải nghiệm này. Em muốn học yoga hàng ngày của các em bé tại trường tiểu học Hà Nội. Lớp học yoga hôm nay dành cho các bé từ 6 đến không như những lớp học yoga thông thường khác. Các lớp học ở đây khá đặc biệt, bởi các học viên tham gia luyện tập yoga đều là các trường bé bị khuyết tật về mặt trí não. Hôm nay, tiết học của bé là vị khách rất đặc biệt. Một học viên cũ từng theo học tại trung tâm này bạn. Bé các trường được 2 năm nay, nhưng chính đến lớp 10 đã quãng thời gian từng làm vào đây. Khi một trường, chị nói cũng như khả năng nhận thức của chính giải ánh, thế em bị tiền sử bệnh động kinh. 3 năm theo học tại trung tâm, chính đã từng những luyện tập yoga hàng ngày với sự hướng dẫn của các thầy cô ở đây. Và yoga đã mang lại kết quả tuyệt vời cho chính. Thêm chân thấy, hơn thế, trí não của em phát triển và nhận thức tốt hơn. Em đã đọc một thời gian nhỏ khi học yoga thì trước bọn em cũng đã ơn vậy. Ngoài những chương trình, còn có rất nhiều học viên trưởng thành từ mái trường hy vọng này. Con đó sống từ lên điểm nước tiên, miệt mài trên hàng tập yoga trong suốt 10 năm theo học tại trung tâm. Từ một cậu bé bị chứng phát triển trí tuệ, lên đã thích đạo, biết đức thành đạo và vượt qua, em còn dùng đúng chân toàn niềm tin.